Hello cả nhà. Và đây là ngày hôm sau Nhi sau khi ăn đám cưới xong. Mọi người biết đây là cảnh gì không? Đây là đồng ruộng lúa mênh mông xanh bát ngát của em, xanh mơn mởn luôn. Đó, xanh như em luôn vậy đó. Thấy chưa? Không khí rất là trong lành đó mọi người ơi. Đây là những đứa em chạy trước của em đây. Đường thì nó quá là gồ ghề, quá xá luôn. Tưng muốn rớt cái não em ra ngoài luôn á cả nhà. Cảnh đẹp quá ha, xanh quá là xanh luôn, thích ghê luôn. Chị đang đi qua làm hết sớm đó cả nhà nha. Đó. Thôi rồi, dọc nước luôn. Đang lội nước trên con đê đó mọi người. Đó, đằng xa xa kia là chú em đó mọi người. Xa xa đằng kia đang bước vô. Đó. Đây là em gái của em. Em gái của em đang selfie. Trong lúc selfie thì đã dính. Đó, họ dính một em rồi đó mọi người. Đố mọi người biết em gì á? Em chuột á, nghe em tí á. Chuột đồng á cả nhà. Đó, đây là chú Sáu của em. Rồi, có mồi nhậu luôn rồi đó. Thấy chưa? Cũng là mục đích của em đó mọi người, ra ruộng để bắt chuột. Ngày xưa người ta bắt chuột á bằng khói, còn bây giờ á bắt chuột bằng nước. Tấn công bằng nước. Mọi người thấy công dụng đơn giản ghê không? Công cụ á, công cụ rất là đơn giản luôn. Một cái máy cắt cỏ nha, cỏ chế đó, và một cái chài thì 10.000 xăng nữa là chúng ta có thể hành nghề đi bắt chuột được rồi. Thấy dễ ăn không? Đó, cả nhà thấy không, bơm nước vô cái hang của nó cho nó ngập nước rồi nó chạy ra là mình bắt. Trong lúc người ta đang lơm khơm làm việc thì em tranh thủ selfie thôi nào. Đây là những đứa em của em nè mọi người. Đó, đây là em xanh tươi mơn mởn luôn. Đây là em gái em. Rồi, ai có cần làm rể thì ăn gian thì alo inbox cho em nghe. Và đây là hành quả, những món mồi thiệt là ngon. Chuẩn bị chiến thôi. Và trước khi chiến thì em thấy ở phía sau đó, có một số người đang thu hoạch mè, mọi người, mè đen á. Rồi, còn làm gì nữa thì bay vô chắp tay xô đít rồi đi tham quan rồi quan sát rồi coi phá được cái gì thì quậy luôn vậy đó mà. Nhau tương tác đi mọi người ơi. Sẵn nó Mè. quay cả nhà xem luôn đó. Ủa mà tính ra thu hoạch mè đen cũng như đi thu hoạch lúa ha, cũng có cái gặt, cũng có cái lưỡi hái kìa, cắt giống như cắt lúa vậy cả nhà. Rồi giờ mới biết luôn, bầu trời cũng buổi chiều đây mọi người đó, mát mẻ. Ngựa ngựa cho cô có mẹ đâu mọi người. Ở đây là trái cái mè rồi mình bóp, bây giờ mình bóp ra nó, em bóp nó ra thì nó lòi cái hột mè ra nè mọi người đó. Mè mè đen em mới, tại đó em mới thấy được cái mè luôn á, mới biết cái trái mè nó như vậy đó cả nhà. Đó vậy cái đêm phơi phơi không có bớt ra. Ui trời. Và đây sau khi mình tìm hiểu về những cái đánh mẹ đó rồi thì quay qua quậy tiếp thôi. Cô chính em mới vừa bay xong đó bạn nha. Nhảy từ đứa Đây là chim đại bàng mới bay qua, chị chuẩn bị nuôi chim én nè. Chim én chưa dám bay, đang tập bay chứ chưa dám bay. Ổn con. Đó. Ba đi, ba là mấy chị vậy thôi.
nhỏ thấy thương ghê. 1, 2, 3. Bên đi nào. Ồ, giỏi dữ, chân dài con hát ha. Không có đứa nào có can đảm để bay hết trơn. Tiến bay đi. Cái chìa khóa anh quay em chưa bay được. Không biết là em có đáp được cái bờ không, em đáp giữa Dũng nên không biết nữa. Đang lưỡng lự coi có nên bay không đây. Còn hai đứa. Còn ngồi trên mép bờ. Bốn đứa biết bơi thì xuống. Bốn năm đó là kỹ thuật của 4 năm mà chỉ dạy tới đô thôi. Ê, thế là bây giờ mình sống qua đây ai té hay là chết? Chết vậy? Em rạch, chết đều đều ra. Ai nhạc? Ê, chị chị tán. Ê, chú Tùng sao mà dưng ơi. Tự nhiên làm cho tôi ướt nhèm luôn rồi. Bây giờ thấy đường quay luôn rồi. Cái não nó bị nhúng nước rồi. Quậy cho đã rồi cũng tới lớp đi vô rồi. Tối rồi mọi người. Bây giờ đi vô thôi. Bây giờ chuẩn bị tên bạn.